Được không? Vâng, anh đang máy quay đi, cái gì cũng được hết. Cái gì cũng được hết, em giống nói là cái gì cũng được hết. Lấy chồng chưa đấy? Chưa. Có người yêu chưa đấy? Có người yêu chưa đấy? Em có rồi. Ấy da, có người yêu rồi à? Em đừng quay nữa. Thế người yêu của em ở đâu ấy? Anh hỏi em gì à? Anh nghĩ là em nói dối thôi, chắc là chưa có thôi nhỉ? À, cười cười. Cười cười thế kia chắc là chưa có rồi. Đây là một cô gái em với tên là Dấu. Bây giờ mình sẽ đi làm quen đi hỏi cho các bạn xem nha. Hả? Không nhớ anh á? Dấu đi chợ cùng ai đấy? Đi chợ mua gì đấy? Mẹ em à? Mẹ đây à? À... không không, đang chuẩn bị quay thôi. Hình như là sáng nay anh gần nhìn thấy em nữa. Có thấy không không nhớ anh luôn đấy. Thật đấy. Có một chút quen quen nào không? Có cảm thấy quen quen một tí nào không? Sao đi chợ lâu thế, giờ vẫn chưa về chợ tan hết rồi đấy. Hả? À, làm gì á? Mới chỉ có xe á? Ồ. Mới chỉ có xe, giờ đông người này biết tìm đâu được. Sao không... thế xe em là xe gì? Thế á? Trời ơi, bạn giống mất chỉ có xe rồi. Thế là có sự trợ giúp nào không? Hay là... hả? Đông người này là mất chỉ có xe thì biết tìm đâu được. Sao không để cẩn thận đâu, để chỗ nào túi áo hay là để đâu? Cầm á? Cầm mà để đâu mà không nhớ? Hay là em để trong quán nước hay là đâu? Giống? Hay là để quán nước hay là ngồi chỗ nào rồi quên? Thế tìm hết mấy chỗ đấy đi à? Ai bảo là mất chìa khóa xe nên phải quay. Thế ở nhà còn cái nào không? À thế thì được, thế thì bảo người nhà mang xuống. Thế là giờ đang chờ người nhà mang xuống. Không biết là các bạn nào tìm thấy chìa khóa của em giống không mà em ấy làm cái chìa khóa xe đây. Tâm trạng là rất là buồn. Tìm kỹ trong túi quần túi áo hết chưa? Giống? Tìm hết rồi á? Thì nếu mà mất thì thôi, bảo người nhà mang xuống đi, chìa khóa xe mất chuyện bình thường mà. Chợ anh cũng toàn bị mất mà. Em bé rất là xinh đẹp, xinh gái. Quay đường nhỉ? Vâng. Sao thế? Sao cứ thì để người nhà mang xuống thôi, sao phải buồn? Hay là hôm nay đi với anh nào cho nên là quên chìa khóa à? Sao đấy, anh vẫn thấy đi một mình đấy? Em lấy chồng chưa đấy? Em giống đang làm mất chìa khóa xe này là tâm trạng em ấy hơi buồn. Thank you.
Xin lỗi Giống nhá, biết là Giống hơi buồn vì mất chìa khóa xe, nhưng mà anh thấy cái khuôn mặt của em buồn nhưng mà nó vẫn rất là đáng yêu và xinh gái. Chợ có thể cho anh hỏi vài câu thôi được không? Giống. Thế bây giờ em đi làm đâu rồi hay là đang học? Làm Sapa. Làm Sapa á? Em không nhớ ngày xưa mình đã từng gặp nhau à? Sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh để xem có nhớ không? Hả? Không nhớ luôn. Không nhớ hay giả vờ không nhớ đây. Thế là em học xong phổ thông rồi đi làm luôn à? Thôi không lo đâu, mất chìa khóa là chuyện bình thường rồi. Bảo anh chị bảo này, anh chị mang chìa khóa ra kia ra rồi đi photo thôi, đi photo rồi có mấy cái lùi liền mà. Mất chìa khóa là chuyện bình thường mà, có vấn đề gì? Chỉ sợ mất người yêu nha. Nhá. Thế hôm nay Giống mua được gì rồi? Đây là bố, không biết là bố của, không phải bố của Giống. Giống rồi Giống, có thể cho anh xin đến Facebook được không? Hả? Giống? Hả? Giống rồi. Hả? Thì anh muốn xin nick Facebook cho vào đây để anh nhớ. Anh sợ quên lắm. Thế không cho lưu vào đây à? Sợ người ta nhớ tin nhiều quá à? Thế là sao? Thế em có thể quay ra cho anh hỏi một câu thôi. Buồn thật đấy, Giống không nhớ mình rồi đấy. Không biết là Giống không nhớ hay là Giống giả vờ không nhớ. Không nhớ thật đấy. Thế người nhà của em mang chìa khóa xuống chưa? Đấy rồi. Dạ. Xinh đẹp này bảo tắt điểm gì. Đứng im đi em, anh chụp ảnh thôi, anh chụp ảnh thôi. Ok. Im. Thì cho anh xin đến Facebook thôi. Tắt đi rồi em nói nhá. Thế nếu mà bạn Giống không muốn tiết lộ thì bạn nào mà muốn lấy thì nhắn tin qua mình sẽ gửi, mình sẽ bí mật tiết lộ một tí cho nhá, Giống nhá. Ok, thế nhưng mà người nhà của em mang chìa khóa đến đâu rồi? Vừa mới xuống từ Cáng Hồ lên à hay đâu? Cáng Hồ xuống á. Lấy chồng chưa đấy? Có người yêu chưa đấy? Có người yêu chưa đấy? Ấy da, có người yêu rồi à? Thế người yêu của em ở đâu ấy? Anh nghĩ là em nói dối thôi, chắc là chưa có thôi nhỉ. À, cười đấy kia chắc là chưa có rồi. Em có muốn xem lên YouTube xem là em ở kênh nào không? Anh cho em lên kênh YouTube là Hơ Mông Tình Yêu nhé. Hơ Mông Tình Yêu. Được không? Cái gì cũng được hết, em Giống nói là cái gì cũng được hết. Tại vì mình nói chuyện câu gì nó cũng bị lưu hết vào đây rồi mà. Thôi chắc là anh cũng đi đây, thì em cứ chờ người nhà mang chìa khóa xuống rồi em đi về nhé. Thế lần sau đi để cẩn thận nữa nhá, đừng để rơi nữa nhá. Quên chìa khóa thì không sao, chỉ sợ quên cả người yêu thì vấn đề thôi. Nhưng mà người yêu thì chắc chắn là không quên rồi đúng không?
giống rất là xinh ái nhưng mà giống không tiết lộ nick Facebook. Nhưng mà bạn nào muốn lấy thì cứ nhắn tin qua mình nhá. Nhắn tin qua mình sẽ tiết lộ cho các bạn. Ok, chào em nhá, anh đi về. Nhớ nói cho anh nick Facebook nhá.